bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Cuộc sống có rất nhiều câu hỏi khó trả lời như mình là ai, thế giới này thực sự là gì, và vô vàn câu hỏi khác mà chúng ta không thể một sớm một chiều là có thể tìm ra. Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại của Shivaryu như một cuốn nhật ký ghi lại hành trình tìm kiếm câu trả lời của những câu hỏi đó và cả những câu chuyện về nhân sinh cuộc đời. Về bản chất con người chính là người đi đường. Không chỉ quãng đường dịch chuyển của không gian, mà còn là con đường dịch chuyển từ hiện tại đến tương lai. Quá trình từ khi sinh ra đến khi chết đi. Nếu như bạn từng đọc những cuốn sách Hạt giống tâm hồn, thì cuốn sách này cũng có một motif giống như thế. Những câu chuyện được kể ra và đằng sau đó là những bài học cuộc sống. Nhưng chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại, không chỉ dừng lại như thế, mà nó đặc biệt hơn nhiều. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là từ chính cuộc hành trình trải nghiệm cuộc đời của tác giả, từ những lần gặp gỡ và từ những cảm nhận của bản thân về những tác phẩm, về câu chuyện của người khác. Có rất nhiều tác phẩm được Shivaryu đề cập đến. Đó có thể là một tác phẩm văn học, một đoạn kinh không nhiều người biết và cả những tác phẩm nổi tiếng nhưng lại được ông nhìn nhận ở một góc độ khác. Lại có những câu chuyện không rõ từ đâu, có phải do tác giả tự viết? Hay là câu chuyện không có thật nào đó, nhưng ta đọc lên lại thấy rất thú vị, không hề vô lý, và đằng sau đó là một bài học vô cùng sâu sắc. Có thể do vốn sống của tớ còn ít, suy nghĩ, nhận thức của mình còn chưa chín chắn, nên khi đọc cuốn này, thấy tầm mắt của mình được mở rộng rất nhiều và thấy mến mộ cách nhìn, chiêm nghiệm của tác giả mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta đã để lỡ rất nhiều thứ, nhưng điều mà ta để lỡ nhiều nhất chính là những thời khắc hiện tại. Cuộc sống luôn chuẩn bị sẵn sàng cho ta những thứ cần thiết bất cứ lúc nào. Giờ đây, tại giây phút này, sự phân bố của các hành tinh đã vốn hoàn hảo rồi. Những con người chúng ta bắt gặp trong những câu chuyện có thể là một bộ tộc nào đó. Bộ tộc Kogi ở phía bắc dãy núi Andes, tộc người da đỏ Lakota ở Bắc Mỹ. Từ xa xưa, một làng nhỏ ít người biết đến, hay chỉ là trong tưởng tượng của một tác phẩm. Nhưng ở mỗi nơi,
họ đều có cách biết ơn cuộc sống, tạo dựng hạnh phúc riêng cho mình. Họ có câu chuyện riêng của họ và câu chuyện đó được truyền nối tiếp từ đời này sang đời khác, từ những người dân trong làng tộc truyền đạt lại cho cả người ngoại lai. Đó không chỉ là bản sắc, là nét đặc trưng của họ, mà còn là một mảnh ghép của cuộc sống, góp phần tạo nên một thế giới còn nhiều điều tốt đẹp và diệu kỳ này. Bài ca của chúng ta. Những câu chuyện trong Chú Chim Bay Không Quay Đầu Ngoảnh Lại không chỉ giúp ta trả lời một số câu hỏi khó, mà còn khiến chúng ta đặt ra câu hỏi mới mà bấy lâu mình không hề nghĩ đến. Một câu hỏi mà tớ nghĩ đến đó là: cái tên của chúng ta thực sự có ý nghĩa gì? Mỗi chúng ta ai cũng có một cái tên, dù hay hay không hay thì nó cũng sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng cái tên của mình nó lại đang bó mình vào một giới hạn nào đó không? Chẳng hạn như bạn có một cái tên nghe thật nữ tính, thùy mị, và mọi người tự nhiên mặc định bạn phải hiền dịu, nhưng thực sự tính cách bạn lại rất mạnh mẽ. Hay khi chúng ta nhìn vào một tờ danh sách tên, có một cái tên lạ, có thể là từ một người ngoại quốc. Tự nhiên não ta nảy ra suy nghĩ rất tò mò và đặt ra vô vàn giả thuyết về người đó. Nếu quên đi tên tuổi, giới tính và giống loài, nếu ta bỏ sự phân biệt con người và thực vật, thì chúng ta, tất cả mọi sinh mệnh giống nhau sẽ trở thành một dòng chảy. Cái tên chỉ là một thứ gì đó thể hiện cái vỏ sự tồn tại của bạn, và nó không thể nói lên con người bạn là ai, là như thế nào. Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay, câu chuyện mà họ được nghe về bạn, không phải là toàn bộ con người bạn. Chúng ta thay đổi từng ngày, từng giờ, dù cố phủ nhận ra sao, thì đó vẫn là một chân lý. Trong cơ thể chúng ta, các tế bào mới được sinh ra, các hoạt động trao đổi sản sinh chất. Trong tâm trí ta, mỗi ngày, mỗi giờ, bạn học được một điều gì đó, gặp một ai đó, suy nghĩ cuộc sống hay bất cứ vấn đề nhỏ nhoi gì cũng sẽ thay đổi. Con người thường phán xét nhau, một là dựa trên dáng vẻ, bề ngoài, hai là dựa trên quá khứ. Nietzsche đã viết trong cuốn Khoa Học Vui như thế này: chúng ta thường bị hiểu lầm bởi ta lớn lên và thay đổi liên tục từng ngày. Chúng ta cũng giống như những cái cây, mỗi mùa xuân đến lại rũ lớp vỏ cũ và thay áo mới. Tinh thần ta không ngừng trẻ lại, ngày càng lớn lên và mạnh mẽ hơn. Không ai có thể hiểu hết được con người bạn, nên họ không có quyền đánh giá, phán xét bạn. Và ngược lại, bạn cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn được ai, dù bạn có gặp họ hàng ngày đi chăng nữa. Chúng ta ngừng phán xét về nhau, đối đãi với nhau mà không có giới hạn, phân biệt, ngăn cách, thì cuộc đời này chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và tử tế hơn rất nhiều. Hãy để những con sóng cuộc đời dâng lên rồi lắng xuống. Bạn không mất đi cái gì, mà cũng không nhận về cái gì, bởi vì bạn chính là biển cả.